Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Vuon Rau Texas, vườn rau sau nhà. Thì buổi sớm nay Steven đang có mặt ở trước cửa nhà để chuẩn bị thu hoạch các cái trái táo mà Steven đang có đã chín đỏ ở trên cây. Cái cây táo đỏ giống lùn đó các bạn mà Steven đã trồng. Đây là năm thứ ba Steven thu hoạch được các cái trái táo từ cây táo giống lùn Dwarf Apple Tree này. Mời các bạn hãy cùng Steven đi thu hoạch các cái trái táo chín đỏ ở trên cây táo mà Steven trồng ngay trước cửa nhà nhá. Đó. Táo chín tự nhiên các bạn ạ, chỉ cần chạm nhẹ thôi là đã có thể thu hoạch được rồi. Đó. Còn nhiều trái nó rụng cả xuống đất. Đó. Có những trái rất là bự các bạn ạ. Có một điều mà Steven rất là thích ở cây táo này, đó là các cái trái táo nó chín không cùng một lúc đó các bạn. Hiện tại đây là những trái táo đỏ mà Steven đã thu hoạch. Còn lại ở trên cây vẫn còn những trái màu xanh đó các bạn. Thì như vậy thì mình có thể ăn từ từ. Khi nào ăn hết những cái trái chín đỏ này thì hy vọng lúc đó những cái trái táo xanh này nó sẽ chín để mình ăn tiếp đó các bạn. Đó, Steven đã thu hoạch được một mẹt đầy táo đó các bạn. Các cái trái táo này thì hiện đã chín đỏ và đã ăn được rồi. Còn ở trên cây vẫn còn những trái mà còn xanh đó các bạn, hoặc là mới chín một ít đó thì Steven sẽ để dành lại để khi nào mà nó chín đỏ hơn thì sẽ tiếp tục thu hoạch đó các bạn. Nhìn đã mắt ghê các bạn ha. Cảm ghé thăm.